Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời báo ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau. Sau dịch Covid-19, du lịch Thanh Hóa đang khởi sắc trở lại và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Thanh Hóa chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tình trạng vi phạm phần đường, làn đường của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị sụt giảm mạnh. Điều này dẫn đến số thu ngân sách nội địa của cơ quan thuế thực hiện chỉ đạt 45,4% dự toán Bộ Tài chính và 43,4% dự toán tỉnh giao. Đến nay, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp ngân sách đạt 36% dự toán, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 43,7% dự toán, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 36,6% dự toán, khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh nộp đạt 39,7% dự toán. Các lĩnh vực thu thuế khác như trước bạ, môi trường đều có sự sụt giảm so với kế hoạch được giao và so với cùng kỳ thực hiện. Để bù đắp nguồn thu bị sụt giảm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2020, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế nhằm khai thác tối đa nguồn thu theo kế hoạch và nguồn thu phát sinh, thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp nợ đọng lớn, chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương trong công tác thu nợ thuế, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu ngân sách. Những năm gần đây, nhiều huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng và đa dạng các hoạt động thương mại. Hiện nay, hệ thống siêu thị đã được xây dựng ở 11 huyện miền núi. Các siêu thị hiện có hơn 3.000 mặt hàng với cơ cấu thành 3 ngành hàng chính: hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Hàng hóa kinh doanh tại đây chủ yếu là hàng Việt Nam, có rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Thời gian tới, các đơn vị kinh doanh sẽ tiếp tục củng cố hệ thống cửa hàng bán lẻ phục vụ nhân dân theo mô hình kinh doanh siêu thị và quầy hàng tiện ích tại trung tâm các huyện miền núi, tiến tới thực hiện chuỗi hàng hóa siêu thị theo hướng văn minh hiện đại. Giai đoạn 2016-2020, doanh thu từ du lịch của huyện Hoàng Hóa ước đạt trên 7,8 nghìn tỷ đồng, vượt 77,5% so với kế hoạch. Sức hấp dẫn của biển Hải Tiến được minh chứng bằng số lượng khách du lịch đến đây ngày càng tăng. Nếu như năm 2015, số lượng khách đến tham quan tắm biển nghỉ dưỡng đạt 250.000 lượt, thì năm 2019, con số này đã chạm mốc 1,5 triệu lượt, tăng gấp 6 lần so với năm 2015. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, lượng khách du lịch chỉ ước đạt khoảng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ở thời điểm này, dù mới chỉ đón du khách nội địa trở lại, song du lịch biển Hải Tiến đã sôi động. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để huyện Hoàng Hóa tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của một huyện ven biển để thu hút đầu tư vào du lịch, đưa du lịch Hải Tiến trở thành động lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng ngành du lịch Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thì ngay trong tháng 6 năm 2020, với những chính sách kích cầu của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa và từ phía các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm thu hút khách nội địa, du lịch Thanh Hóa đang khởi sắc trở lại và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. 5 tháng đầu năm 2020, lượng khách đến Thanh Hóa giảm 50% so với cùng kỳ. Thế nhưng đến tháng 6, lượng khách đã tăng lên đáng kể khi ngành du lịch của Thanh Hóa đón hơn 2,4 triệu lượt khách, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lượng khách đến các khu du lịch biển chiếm tới 3/4. Đặc biệt, mỗi dịp cuối tuần trong tháng 6 và xuyên suốt nửa đầu tháng 7 vừa qua, các khu du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến luôn đón được hàng chục nghìn lượt khách, số phòng của các cơ sở lưu trú đạt công suất 100%. Ngoài nguyên nhân do thời tiết nắng nóng thì các yếu tố như giao thông đi lại thuận tiện, cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại, các điểm đến hấp dẫn và an toàn đã làm cho lượng khách trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 đến Thanh Hóa tăng nhanh. Đã 3 năm nay thì năm nào gia đình tôi cũng về biển Sầm Sơn, đưa các cháu về du lịch ở đây và tôi cảm thấy là không khí ở đây rất là trong lành, đồ ăn, đồ thức uống, giá cả cũng hợp lý. Nên tôi cũng thích, rất thích mà năm nào nói chung là cũng chỉ thích về Sầm Sơn. Bên cạnh loại hình du lịch biển thì các điểm đến tâm linh, sinh thái và du lịch cộng đồng như khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, khu du lịch suối Cá Thần Cẩm Lương, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông Bá Thước,
cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực, lượng khách đông trở lại. Điều đáng mừng hơn là những điểm đến này đã trở thành điểm khám phá mới, tạo được cuốn hút đối với du khách của các tỉnh có đường bay kết nối đến Thanh Hóa. Mình cũng đã có dịp cũng gặp rất là nhiều các đàn cá ở kể cả trong nước và ở nước ngoài, nhưng thật sự là chưa bao giờ có được một cái ấn tượng đối với là cái với một đàn cá như thế này, và nó còn ở đây nó còn mang thêm các cái tính chất về tâm linh, về huyền bí. Thật sự là nó cũng có một điểm nhấn rất là thu hút đối với các khách du lịch khi đến với là Chùa Cá Thần. Để phục hồi ngành du lịch, tỉnh Thanh Hóa đã có những giải pháp hiệu quả như tổ chức lễ phát động người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa, giảm giá vé tham quan điểm đến, phòng nghỉ, ăn uống, lữ hành, vận tải từ 10% đến 60%, chủ động phối hợp với Ninh Bình công bố tour du lịch về miền di sản Ninh Bình Thanh Hóa, tổ chức lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2020 và lễ hội Carnival đường phố sôi động. Tất cả đều hướng tới mục tiêu du khách đến với Thanh Hóa sẽ được tận hưởng các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, giá cả ưu đãi nhất, môi trường du lịch thân thiện nhất. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để phối hợp với các cục vụ viện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các cơ quan trung ương để được đăng cai tổ chức các cái sự kiện với quy mô cấp quốc gia và cấp khu vực nhằm kích cầu các cái hoạt động du lịch nội địa. Và là chúng tôi đẩy nhanh các cái dự án trọng điểm trong lĩnh vực du lịch nhằm tạo ra các cái sản phẩm du lịch mới, các cái điểm du lịch mới để thu hút khách du lịch. Theo kế hoạch, xuyên suốt từ nay đến tháng 9, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn như biểu diễn trầu văn, lễ hội ẩm thực, giải bóng chuyền bãi biển quốc gia hay giải đua xe đạp địa hình nhằm đa dạng hóa các hoạt động, tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển kinh tế biển. Vì vậy, trong những năm qua, xã đã khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Đây là vụ nuôi tôm thứ 3 theo hướng công nghệ cao được gia đình ông Phạm Văn Hiếu ở thôn 4 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn áp dụng. Với gần 2.000 m2, ông đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng trong 5 bể nổi, có mái che, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến. Qua hai vụ nuôi trước, ông Phạm Văn Hiếu đã thu được hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay mặc dù vụ nuôi thứ 3 gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng đến nguồn nước, nhưng hiện tại tôm vẫn phát triển tốt, đạt từ 380 đến 400 con trên m2. Để mà làm theo quy trình như chúng tôi đang làm đây thì gần như chí hướng là đạt 100%. Vì đây tất cả là đều không phải là một cá nhân làm của chúng tôi, gia đình thì bỏ giống đã để của tiền từ gốc để làm thôi, mà đều phải thuê kỹ sư này, thuê công nhân có tay nghề cao này cùng để làm ở đây, thì để mà nuôi được con tôm là rất an toàn cao, độ rủi ro rất thấp. Cho nên là chúng tôi cảm thấy như thế là làm như thế này là rất an toàn. Hiện nay xã Nga Tân có khoảng 300 hectare nuôi trồng thủy sản với 130 hộ dân tham gia. Đến nay xã Nga Tân chuyển đổi được 45 hectare sang nuôi tôm công nghiệp, trong đó đã có 5 hộ dân mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi trồng thủy sản quảng canh sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao với diện tích gần 15 hectare. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ cao đang hình thành một phương thức sản xuất mới mang tính hiện đại, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Là các cái hộ sau khi chuyển đổi đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng nuôi, và đến nay thì cái cơ bản nuôi là cũng đã đạt những cái kết quả nhất định. Cuối năm 2020 và những năm tới thì xã sẽ tập trung các cái phương án để khắc phục cái tình trạng nước thiếu nước của các hộ, và thứ hai là cái tình hình khắc phục cái tình trạng bơm nước vượt đê để các hộ làm sao mà nuôi trồng thủy sản đạt những cái kết quả. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, hiện nay xã Nga Tân đang tích cực phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng đối tượng nuôi và giá trị hàng hóa nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2019. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận huyện Mường Lát đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, 26 huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định số 20 ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ và Thông tư số 07 ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Tổng cục Thống kê, trong 51,8 triệu lao động có việc làm trong quý 2, có tới 30,8 triệu người bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc, tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước gia tăng. Trong quý 2 năm 2020, cả nước có thêm 2,4 triệu lao động mất việc, khiến tỷ lệ thất nghiệp cả nước tăng 2,73% với 1,3 triệu người. Trong đó, khu vực thành thị tăng 4,46% so với quý 1 năm 2020. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng, tương ứng 17,6 triệu người. Với nhiều chương trình tín dụng chính sách, thời gian qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo và vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 9.900 tỷ đồng, tăng 534 tỷ đồng so với cuối năm 2019, với trên 257.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 4.500 lao động, xây dựng trên 700 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách và hàng ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa tập trung nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chất lượng hoạt động của ban đại diện, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, chú trọng hoạt động thu hồi nợ khó đòi, thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2020 với hơn 36.000 thí sinh dự thi. Các trường trung học phổ thông công lập trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thành lập tại mỗi trường trung học phổ thông công lập một hội đồng coi thi tuyển sinh. Theo đó, toàn tỉnh có 88 hội đồng coi thi tuyển sinh với 89 điểm thi, 1.547 phòng thi. Riêng hội đồng coi thi tuyển sinh trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn tổ chức 2 điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa điều động 3.657 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2019-2020 kết thúc muộn, các hội đồng coi thi chỉ có một tuần để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Do vậy, các nhà trường đang gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả đúng quy chế. Tại hội đồng thi trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành có 426 nguyện vọng xét tuyển và có 420 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu của nhà trường thì được tuyển vào là 315 học sinh. Với 420 thí sinh dự thi thì nhà trường phải bố trí 18 phòng thi. Và đến thời điểm này thì dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thì nhà trường cũng đã chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết theo quy định. Về cơ sở vật chất thì nhà trường rà soát toàn bộ hệ thống quạt. Hiện nay hệ thống quạt ở phòng học thì đảm bảo cho các em đảm bảo quạt cho mát. Và cái thứ hai là hệ thống nước uống cho học sinh, ngày thi thì nhà trường sẽ bố trí. Và sắp tới sẽ có một cái đội thanh niên tình nguyện sẽ hỗ trợ các em trong cái việc đến trường và phục vụ cho việc thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay dự báo sẽ diễn ra trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt. Do đó, Ban chỉ đạo thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các hội đồng coi thi rà soát, bổ sung hệ thống quạt mát ở các phòng thi và các phòng phục vụ thi. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xây dựng tốt phương án bảo vệ sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ thi. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Một vấn đề không mới nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của dư luận trong thời gian qua chính là công tác luân chuyển cán bộ. Nhiều tỉnh thành vừa có tân bí thư, trong đó không ít cán bộ không phải là người địa phương. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhận định, cán bộ không phải là người địa phương thì ít bị chi phối bởi các yếu tố quan hệ, hậu duệ,
làm việc khách quan hơn nhưng khó tránh khỏi những va chạm. Từ kinh nghiệm là người đã từng luân chuyển đến giữ chức bí thư tỉnh ủy Phú Yên, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc chia sẻ, là một cán bộ hoàn toàn mới với địa phương, họ có điều kiện khả năng để đánh giá, nhìn nhận mọi công việc, vấn đề của địa phương một cách khách quan, không bị ràng buộc các quan điểm của thế hệ lãnh đạo cũ. Họ cũng không bị ràng buộc bởi quan hệ gia đình dòng tộc làng xã, nhóm lợi ích cũ nên có thể đưa ra những quyết sách vô tư hơn. Cái gì có lợi cho địa phương thì quyết. Tuy nhiên, bí thư thành ủy, tỉnh ủy luân chuyển cũng bị tiếp cận bao vây rất chặt bởi nhiều nhóm lợi ích và doanh nghiệp. Bản thân cán bộ phải vượt lên cám dỗ vật chất và tinh thần mới đứng vững được, nếu không sẽ bị gục ngã bởi đồng tiền và nhiều thứ khác. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020 còn nhiều khó khăn và mục tiêu 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ cuối năm sẽ khó đạt được. Đây là nhận định được đăng tải trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bài báo cho biết dù được hưởng những ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng nhưng doanh nghiệp không mặn mà đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ bởi những ưu đãi này rất khó tiếp cận. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ, số doanh nghiệp quan tâm đến khoa học công nghệ chưa nhiều. Các chương trình triển khai có nhiều hạn chế, cơ chế tài chính cho hoạt động giải ngân cũng có nhiều hạn chế. Đến nay cả nước mới chỉ có khoảng hơn 500 doanh nghiệp khoa học công nghệ, chỉ đạt hơn 10% mục tiêu đã đề ra. Như vậy mục tiêu 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ cuối năm 2020 là khó đạt được. Với nhân đề hàng nhái, hàng lậu tung hoành, liệu có sự bảo kê, báo Đại Đoàn Kết đã đặt ra sự hoài nghi có hay không lỗ hổng quản lý nhà nước trong phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là khi một nhà kho chứa đầy hàng giả, hàng nhái rộng hàng ngàn mét vuông ở Lào Cai vừa được phanh phui. Liên quan đến vụ việc trên, bài báo thông tin, cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng nhái đã hoạt động hơn 2 năm tại thành phố Lào Cai, thế nhưng nhà quản lý không hề hay biết. Ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó ban chống buôn lậu gian lận thương mại thành phố Hà Nội, vụ việc tại thành phố Lào Cai cho rằng, hơn 2 năm trời cơ sở này hoạt động mà cơ quan chức năng không hề hay biết, cho thấy sự tắc trách của các cơ quan liên quan, trước hết là công an kinh tế, cơ quan quản lý thị trường, sau đó là trách nhiệm của chính quyền cơ sở đã không kiểm tra đôn đốc các đơn vị dưới quyền. Cũng theo cán bộ này, tình hình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái hiện đã sôi động, thậm chí có cơ sở hoạt động một cách công khai mà cơ quan chức năng không hề hay biết, chỉ cần xem lại năng lực của nhà làm quản lý. Bởi nhiều sự vụ được người dân, báo chí ghi lại hình ảnh làm minh chứng rõ ràng thì các cơ quan hành pháp với nghiệp vụ chuyên môn cao không thể không biết. Liên quan đến hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ninh trong đêm ngày 10 tháng 7, rạng sáng ngày 11 tháng 7 vừa qua. Mục sự kiện bình luận báo Lao Động có bài viết mang tiêu đề nhức nhối: Đại dịch tai nạn giao thông đáng sợ hơn đại dịch COVID-19. Bài báo đã đưa ra những con số thống kê so sánh ấn tượng. Khi dịch bạch hầu hoành hành, 3 trẻ em tử vong, ngành y tế trung ương tập trung lên Tây Nguyên dập dịch. Cả một cuộc chiến chống giặc COVID-19, các y bác sĩ giành giật mạng sống từng bệnh nhân, thứ quý giá nhất trên đời. Thế nhưng chỉ trong vòng 8 tiếng, hai vụ tai nạn giao thông xảy ra, cướp đi 10 mạng người, trong đó có 2 trẻ em. Như vậy để thấy, người Việt Nam đã quá phung phí sinh mạng cho tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông là quốc nạn, là một đại dịch triền miên năm này qua năm khác, cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm suy kiệt nguồn lực của quốc gia. Do đó, Việt Nam hãy tập trung dập đại dịch này, phải chống nó như chống giặc, phải đưa ra quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất mới có thể thành công. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần triển khai đợt kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử nghiêm các sai phạm nếu có, đồng thời khẩn trương xây dựng quy chuẩn cabin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành, xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai đợt kiểm tra đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc. Hiện nay, tình trạng vi phạm phần đường làn đường của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở thành phố Thanh Hóa diễn ra khá phổ biến nhưng lại ít được các cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, đây lại là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại nhiều ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu, mặc dù có lắp biển báo đèn đỏ, mô tô, xe đạp, xe máy được phép rẽ phải nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm bớt ách tắc khi các phương tiện cùng xuất phát khi đèn xanh. Với biển báo này, đồng nghĩa với việc làn đường trong cùng phải để thông thoáng cho các phương tiện rẽ. Thế nhưng trên thực tế, gần như làn đường này thường xuyên bị các phương tiện khác dừng đèn đỏ
chắn toàn bộ khiến các phương tiện muốn rẽ phải cũng không thể đi được. Hàng xe đằng trước người ta đứng về, tôi không thể rẽ phải được ạ. Đề nghị mọi người có ý thức hơn. Thực tế, tình trạng người dân vi phạm làn đường phần đường cũng đang diễn ra rất phổ biến. Xe máy chạy lấn làn ô tô hay ô tô chạy vào phần đường của xe máy, xe đạp. Nguy hiểm nhất là hành vi đi sai làn rồi đột ngột chuyển hướng cắt qua đầu phương tiện khác, gây nguy hiểm cho cả hai bên. Việc vi phạm phần đường, làn đường là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông. Đồng thời nó cũng phản ánh thực tế đáng buồn về ý thức và văn hóa của người tham gia giao thông hiện nay. Sai làn đi, nói chung là ý thức tham gia giao thông kém. Nói chung là để những người thì sau người ta hay bị tai nạn oan. Phải có cái tuyên truyền của phòng cảnh sát hay các cái địa phương của phường phước thì tuyên truyền cho người dân người ta được hiểu hơn. Và bây giờ với hai là cứ phải làm đúng luật. Ai sai người chịu được, với ý thức người ta mới kinh được. Lỗi vi phạm phần đường, làn đường ở trong thành phố hiện nay gần như ít bị các cơ quan chức năng xử lý, nên cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm này diễn ra nhiều. Do đó, thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý, tạo sự răn đe nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.